Tại chế độ sinh tồn, phần lớn người chơi sẽ đi tìm các khẩu súng lớn như tiểu liên, súng trường, súng ngắm để trang bị cho mình những vũ khí có thể chấm dứt đối thủ nhanh nhất. Tuy nhiên, đừng quên rằng các súng lục cầm tay cũng có sức công phá lớn ở giai đoạn đầu trận đấu, đặc biệt khi người chơi chọn những điểm rơi tại các khu vực đông đúc như cổng trời. Trong số 57 này, hãy cùng tôi tìm hiểu các súng lục hay được sử dụng cho chế độ sinh tồn mùa 39 nhé. Mất ngủ cùng Free Fire thôi nào. Uzi. Đầu tiên, với tỷ lệ 4,43%, Uzi chính là vũ khí cầm tay được ưu tiên nhiều nhất. Còn nhớ một thời combo hai súng tỉa một Uzi của những người chơi kỹ năng cao từng khuấy đảo meta một thời. Với tốc độ bắn cao và chỉ số xuyên giáp cơ bản, Uzi luôn là cánh tay đắc lực của các tay bắn tỉa khi bị áp sát cận chiến. Vì cơ chế đặc biệt của súng ngắm, việc phòng thủ khi bị địch áp sát sẽ trở nên khó khăn với người chơi kỹ năng thấp. Tuy nhiên, Uzi lại là một trợ thủ đắc lực khi có một lượng sát thương vừa đủ, độ chính xác và tốc độ di chuyển cao. Điều này giúp cho các tay bắn tỉa có khả năng tự vệ tốt hơn so với những loại súng khác. Ngoài ra, người chơi hoàn toàn có thể giao tranh tự tin với những pha vừa đáp đất khi cầm trên tay Uzi. Mặc dù là một khẩu súng lục cầm tay, nhưng đôi khi Uzi lại không hề kém cạnh với các khẩu súng tiểu liên khác nếu như đối thủ chỉ sở hữu cho mình giáp 1 và mũ 1. Súng phóng lựu. Tiếp đến là súng phóng lựu với tỷ lệ sử dụng là 3,58%. Lý do mà súng phóng lựu được sử dụng nhiều là nhờ sức công phá của vũ khí này với bom keo. Thay vì sử dụng các súng có sức xuyên phá cao như M60 3 chip hoặc M249, người chơi có thể sử dụng súng phóng lựu để đục keo của đối thủ chỉ với 2 viên đạn. Một hạn chế của súng phóng lựu đó là ít đạn. Nếu như người chơi sử dụng hết 3 viên đạn vốn có, súng phóng lựu coi như vô tác dụng vì đạn của vũ khí này cũng khá khó kiếm. Chưa kể nếu như bạn không hiểu rõ cơ chế của vũ khí này, việc bắn trượt là chuyện hoàn toàn bình thường, thậm chí là tự nổ đạn vào bản thân và có những cái chết thật lãng xẹt thay vì các pha highlight ảo như phim ảnh. Súng lục điện. Cuối cùng là súng lục điện với tỷ lệ sử dụng là 2,81%. Với cơ chế sạc điện và bắn hồi máu cho đồng đội, 20 HP mỗi phát bắn, súng lục điện là một trong những vũ khí đắc lực nhất khi người chơi có bình máu hơi tiết kiệm những giai đoạn gần cuối của trận đấu. Một cách sử dụng khác hữu ích của súng lục điện là khi vừa cứu đồng đội dậy, hãy bắn ngay cho người bạn ấy 5 phát đạn bình thường để hồi lại ngay 100 HP và sẵn sàng xông vào tiếp. Số 57 tới đây là kết thúc. Vậy anh em thường sử dụng súng lục nào nhiều nhất? Chia sẻ ngay cho admin biết nhé. Giờ thì mất ngủ cùng Free Fire thôi nào. Free Fire ngày mai có gì? Subscribe là biết.